là tư dung của chúng ta hình rất là cao. Cái đề chuyên môn tập này mà đã làm một lần là được 8 này là tuyệt vời rồi. Chứ bảo là nếu mà chúng ta được chữa hoặc chúng ta ôn thì được. Và cô nói trước là riêng cái môn vật lý á, vì năm nay lớp 9 và đặc thù của nó là thi cấp 3, cho nên ấy đang làm thầy vào. Ừ. Cho